Đây là một con ong mật mọi người ạ. Thì không hiểu lý do vì sao là cái bụng của em ý mất rồi. Đây là chỉ còn mỗi phần đầu với phần thân trên này thôi. Đấy. Vẫn còn có sức bay được nhưng mà giờ em ý chỉ bò thôi. Đây. Đấy. Mình rất là quậy, nhoi bò. Giờ thì như này thì làm sao mà sống được? Cái này là em biết lý do là vì sao. Em bị mất cái phần thân trên rồi. Trời, hay là đói quá là bị ong ở trong đàn ăn mất. Thôi mình cho chị ong nâu một cái clip để kỷ niệm. Đây là vẫn còn chăm chút bản thân đấy, vẫn vuốt đầu vuốt tai kìa, vuốt tóc vuốt râu, xoa mắt kẻ này. Đây có lẽ là những cái phút giây cuối cùng của em ong. Chị ong nâu làm gì cũng phải đẹp. Bây giờ thì mình sẽ cho em ý về tổ, không có chết thì cũng phải có